Đây là phòng của Ali Academy. Ngày hôm qua thì Ali ở bên khách sạn gió biển ở đối diện trung tâm huấn luyện thể thao. Thì đêm ngày hôm qua thì Ali đã bị mất chiếc xe Honda tại khách sạn vào lúc 3 giờ 4 phút sáng ngày mùng 4 tháng 6. Ngày hôm qua thì Ali bị mất xe, Ali đã buồn và Ali nghỉ tập. Hôm nay Ali đã có một chút khởi sắc. Rất là friendly. Mark no very bad. Đúng rồi. No long. Yesterday Ali very bad. Mặt sụ sụ như ma đụ đống dơm ấy. Maxi. Maxi. Mất xe. Mất xe. Ok, today Liam send motorbike Everest for Mr. Liam. Go here for Ali. Go. People say Maxa. Mất xe. Maxa. Một mét vuông 10 tháng ăn cắp. Đúng rồi. Đúng rồi. Tí nữa mình sẽ đưa cái clip Ali mất xe lên cho các bạn xem. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và khán giả. Xin chào các bạn. Cảm ơn okay. Everyone.